tim một số khớp khác đau á, chóng mặt máu á. Rồi bây giờ trước khi tiêm thì sao mình cũng phải thân, đừng có quay quay cổ không thích lên YouTube đâu, đừng có đăng bài nãy nhá. Rồi quay cổ đâu, quay độc tác rồi. Bây giờ mình cũng vậy nhé, mình hỏi tên, tuổi, địa chỉ bệnh nhân, hỏi có cái vấn đề dị ứng gì hay không ha. Sau đó mình nói là mình sẽ tiêm thuốc vào vị trí này nè, để người ta chuẩn bị tư thế hợp tác với mình. Thì sau khi báo giải thích xong, hỏi thông tin bệnh nhân xong, thì mình cũng như vậy ha, lấy phiếu thuốc ra coi thuốc gì ha. Rồi coi thử ra đó là thuốc gì. Rồi có phải insulin luôn mình nữa. Bác sĩ cho tiêm, các chị nào có tiêm insulin chưa ta? Nhà có ai bị tiêm đường chưa? Bác sĩ có một cái cây bút gì nè các chị. Cái bút trong đó nó có định đều, các chị muốn tiêm thì các chị phải xúc lên ha, để cho nó đều thuốc. Sau đó ví dụ tùy bệnh nhân, tùy người, hoặc là tiêm insulin ví dụ bao nhiêu UI. UI thì giống như là cái đơn vị thôi, giống như ml thôi các chị. Thế các chị mà tiêm insulin thì đa số là dùng viên một các chị, viên một và viên nhỏ luôn ha. Và mình rút mình tiêm luôn chứ mình không có thay tiêm pha nha. Rồi tại vì bộ ui tương ứng với một nấc ở trong cái kim này ha. Rồi các chị xé ra, thì trước khi xé thì các chị phải sát khuẩn cái bút của mình, thuốc các chị lắc lên như này. Sau các chị cũng mở gòn ra, sau các chị sát khuẩn cái bút đó, nó cái nắp ha. Rồi nó có cái phần cao su để nó chích vô mình lấy thuốc, thì mình cũng sát khuẩn ở phần đó ha. Xong mình quay thùng rác, xong mình mở cái kim mình ra. Thì cái kim này á, mình mở bụng kem. Rồi, bình thường các chị có cái nắp này nè, người ta sẽ để cùng mâm kem ha. Tại vì để ngửa, chị tránh trường hợp cái phần cái nắp này nè các chị chạm vô cái mâm á, mà cái mâm mình không có sạch. Cái mâm mấy chị thì quá rác lên đây nè, nhưng mà nguyên tắc là không được quá rác lên mâm nha. Đó, để là nó lại ngửa lên ha. Xong rút thuốc thì cái tư thế rút thuốc của y chang nãy ha, thì các chị cũng sát khuẩn rồi đúng không ạ? Thì mình cũng đưa giống như mình rút lọ, mình đưa vô. Xong cái ví dụ như là rút bao nhiêu y, tại vì kim này là kim kim một thì còn xài kim một, tại xé cái bao kim này là đúng không ạ? Sát khuẩn cái lọ thuốc rồi ha. Rồi xong các chị bỏ bao kim đây, xong các chị rút đây. Cô thì cô làm nhiều tay được, nhưng mà mấy bạn học sinh thì cô nghĩ là mình để như thế này đi. Rồi các chị rút. Thì bây giờ ví dụ như một UI thì một nấc vậy thôi ha. Thì ví dụ người ta 40 thì các chị rút 4 nấc vậy thôi, được chưa? Là 0.4 á. Rồi rút xong rồi đúng không ạ? Rồi lấy cái nắp á, mình đậy lại, coi như là cái này mình bỏ tủ lạnh, mình bảo quản. Sau khi mình rút xong rồi thì sao? Mình đậy nắp kim lại ha, đậy nắp kim lại. Rồi chứ tránh trường hợp như thế này thì nó chích vô tay. Ví dụ như khi mà chưa chạm vô bệnh nhân thì chích vô tay thì không sao, mà chạm vô bệnh nhân mà có IV hay viêm gan B gì đó thì có vấn đề. Rồi mình đại lại ha, mình để trong một cuộn băng bệnh này. Rồi cũng tương tự có đeo băng tay không ạ? Không đeo băng tay chích dưới da. Rồi được chưa? Bây giờ chích dưới da chắc là vị trí nào, góc độ bao nhiêu, chúng mình học rồi đúng không? Lớp cơ động đảo dưới da thì bây giờ góc độ đó bao nhiêu? 15 độ, ngoài 45 độ nha, 45 độ. Và bình thường người ta sẽ chích ở hai bên rốn, hai bên bàn tay, nhưng mà bình thường để tiện là chích hai bên rốn hoặc là chích ở tay cũng được, hay chích ở tay nhưng mà đầu dưới cơ đen tay. Mình học vậy phòng sinh lý mới thấy cơ đen tay như thế này, cái đầu dưới của nó, còn chích bắp á thì ở phía trên cái đầu vai lưng xương ha, đầu dưới cũng được nha. Mà bình thường người ta nằm á mình chích hai bên rốn là tốt nhất. Hôm nay chích bên đây thì ngày mai chích bên đây, sau chích bên đây chị mới chích nha. Rồi bây giờ rốn thì chỗ nào, quanh rốn thì cách rốn 5 cm khoảng đó nha. Rồi tùy vào cái lớp da của cái người bệnh đó dày hay mỏng ha, thì sao ạ? Cái góc độ đôi khi mình cũng trên xíu, ví dụ như trung bình đó là 45 đi hả, trường hợp người ta mặc quá, người ta mập quá thì sao, góc độ có thể là 50 hoặc là 60 chẳng hạn. Một trường hợp ví dụ là người ta ốm quá ha, ốm quá cái lớp mỡ da nó mọc lấy như thế này thì mình phải tiêm xuống khoảng 30 độ hoặc là 20 độ chẳng hạn, được chưa? Rồi bây giờ thì cô làm theo cái sách vở là ở trung bình nó là 45 độ nhé. Thì bây giờ ví dụ như ở giữa này là cái rốt chẳng hạn,
bây giờ cô sẽ tiêm ở đây và ở đây ha. Thì cái chỗ này là cách 5 cm, thì cô sát khuẩn ha, cô bắt rồi cô sát khuẩn ra ngoài rồi cô quăng vô. Sau nữa mình sẽ lấy cái bông tiêm mình quăng vô thùng vest này nha. Xong cái này rút thuốc xong hết rồi đúng không ạ? Thì mở ra xong cô quăng vô thùng vest này ha, quăng vô. Bây giờ mình ví dụ như cái rốn người ta nằm như thế này đi, thì mình vô đứng một bên người ta như thế này nè ha. Thì coi như nãy có sát khuẩn phía bên đây đi ha. Rồi bây giờ mình căng hay mình quéo? À, mình quéo lên, mình quéo ha, quéo lên để cho cục mỡ nó nổi lên đấy. Xong cái góc độ kim của mình nắm thì giống như nắm cái kim tĩnh mạch hồi nãy thôi ha. Rồi các chị quéo ra lên ha, các chị tìm là cái mặt bát cũng tương tự vậy. Xong nó cứ ngửa lên, cứ ngửa lên, nó có đặc biệt như thế chứ, nên nó có bén đưa vô chứ tại vì. Rồi các chị véo da, ví dụ như thế này thì các chị phải véo như thế này chứ không phải mình tiêm như mình véo như thế này thì nó ngược tay ha. Ví dụ mình tiêm vô đây cái rốn này đúng không, mình véo da như thế này xong mình tiêm à, thì cái đỉnh cục đó 45 độ so với bề mặt da nhé. Rồi 45, xong cái mình nắm ở cái đốc tiêm này mình không có lừa nằm nha, tại vì mình không phải tiêm tĩnh mạch. Xong mình bơm vô, coi cũng đủ khí giống như kia đúng không, phải đủ khí chứ. Rồi mình lấy cái cục cờ mình bỏ đây rất là, xong mình rút kim ra rồi mình lấy kim xong mình quăng vô thằng đấy xong rồi mình dặn dò người ta có cái phản ứng gì vậy thì nói tiếp vậy thôi. Đó, mình chưa dễ không béo là nó xương những xương lên thì trên là trên này dưới đây đó. Ví dụ cái đó ở đây đúng không ạ? Không, ví dụ mình tiêm ở đây thì mình phải như thế này chứ. Ở đây thì sao mình tiêm? Như thế này thì tiêm ở dưới này nè. Mình véo ngang bên này, cái đúng ở đây đúng không? Làm sao đây đây véo lên. Không phải tiêm mình đâm cái đỉnh của cái cục véo. Con không bạn nào nằm lên đây cô chỉ cho. Mở bụng ra. Hay lên. Về con. Hả? Quay về con. Ờ thì bạn bận mình về. Mấy anh hai vậy? Có ai lên. Mét quá mét. Mét quá. Em làm lại cho con. Em làm thiết nghiệm luôn. Đó. Em cho em làm. Thôi không có làm cái này nhẹ lắm. Bây giờ mình tiêm tĩnh mạch với mình truyền máu nhé. Hồi nãy quên dạy cho thầy xuất sáng cái phòng ở sau tiêm tĩnh mạch. Tiêm tĩnh mạch lại. Thôi để có tiền. Rồi bây giờ tiêm tĩnh mạch nha. Thầy cô sẽ nói lại sơ qua cái phần lý thuyết để cho các chị nhớ nha. Rồi đây là tiêm tĩnh mạch ha. Thì các chị biết là ngồi hồi nước điện giải rồi thay thế lượng máu mất dịch mất của cơ thể ha. Rồi đây thì mình cũng chuẩn bị dụng cụ. Đầu tiên mình chuẩn bị dụng cụ như thế là sao ạ? Rửa tay ha, tay. Sau đó mình cũng được tiêm tĩnh mạch là tiêm vào đâu? À, lòng mạch của mình á, vì vậy nên mình phải chuẩn bị thêm cái gì? Găng tay, gì nữa? Gero. Tiêm tĩnh mạch thì mình sẽ có một chai, ví dụ như mình chuyển muối sinh lý chẳng hạn thì sao? Dung dịch là dung cloro ha. Hoặc là ví dụ mình truyền thuốc thì ví dụ paracetamol hay là cạch thân găng hay là kháng sinh gì đó, metronidazole gì đó thì các chị phải coi thử cái thuốc thuốc của mình là gì. Truyền dịch không phải là truyền nhiều loại dịch ha, chứ không phải là các chị chỉ truyền nước muối thôi ha, là các chị phải coi là truyền cái gì. Rồi kiểm tra thuốc rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ truyền dịch thì nó sẽ có cái kim gì ạ? Kim bướm. Đây chị có cái đánh rồi. Nó sẽ có một cái dòng kim như là các bạn kim ở đây nha. Cô sẽ hướng dẫn các chị là cần có kim bướm và kim đường. Thì bây giờ kim nào không? Hai kim luôn cô. Hai kim ha. Bây giờ mình sẽ truyền cái kim thường quy nhất, đó là cái kim bướm, ba kim đường. Thì cái kim này nó sẽ có đối với trẻ nhỏ thì sao? Kim nó sẽ nhỏ hơn nha. Rồi đây là cái kim đồ. Mình sẽ có băng keo. Keo trong mâm rồi cơ. Dưới găng tay. Băng keo. Ủa? Không, băng keo cái gì? Thôi bây giờ nếu được không có cái băng keo nhưng mình sẽ tìm cái khác. Rồi nói chung là tùy được từ nhà thôi. Cái gì chú ý đi, cũng sau khi kiểm tra.
cái bài này á, các chị cũng nên biết để mai mốt các chị có người nhà hay là ai đó vô bệnh viện thì mình biết các là mình phát hiện ra những cái tai biến, cái sự trí ha. Rồi mình không làm nhưng mà mình phải phát hiện ra những cái tai biến, những cái gì bất thường để mình xử trí. Rồi dụng cụ chuẩn bị đã xong, thiếu gì đúng không ta? Thiếu cái băng kem. Rồi dụng cụ bình kìm vô khuẩn băng keo bé nhé, chấm sốt phiếu truyền dịch cho dịch truyền. Rồi còn gì nữa không? Có sẵn cái gì sao cái này cũng vô vậy? Nãy vô con đây. Nãy thấy vô mà. Thấy vô là xanh dưới mà. Bộ dây dịch truyền nó khác với bộ dây truyền máu nha. Truyền máu thì nó sẽ có bộ lọc. Có bộ lọc. Bộ dịch truyền thì nó không có bộ lọc. Cái gì vậy? Rồi dụng cụ đã xong ha. Rồi bên ngoài sẽ có một cái bồn hạt đậu. Bồn hạt đậu này là mình biết không ạ? Không có được rác, có hai được rác rồi mà. Để các anh chị mà khi mấy cái chị truyền dịch á, chị đủ khí á. Rồi thùng này sắc nhỏ đồng hồ để đếm hưởng bao nhiêu giọt trên phút ha. Rồi dung dịch sắc khuẩn tay nhanh tôi ra y tế rồi xong. Rồi xong dụng cụ ha. Rồi công việc đầu tiên mình làm thân kệ đi nha. Rồi mình tới làm gì ạ? Chuẩn bị dụng cụ xong mình tới làm gì? Hỏi tên bác tên gì, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi. Rồi bây giờ cô sẽ vì bác thiếu mất nước hay cái gì đấy, cái chuyện ví dụ như truyền paracetamol thì bị tại vì bác hạ bác sốt hoặc là những cái sinh do bác bị thêm nhiễm trùng cái gì đó nên bác sẽ cho y lệ truyền, nói chung là tùy mục đích truyền mình làm cái gì, hoặc là ví dụ truyền máu thì mất có nhiều ở truyền máu, nhưng mà truyền máu thì phải gì ạ, phải làm cái dây cam kết truyền máu nữa nha. Rồi bây giờ ví dụ như ông mất nước điện giải đi thì bây giờ mình sẽ truyền nước muối chẳng hạn nha. Rồi mình tới bên hỏi xong mình nói là bây giờ truyền dịch nó lâu, thời gian nó lâu, vì vậy sao ạ, đi vệ sinh trước nha, truyền mấy tiếng lận nên phải đi vệ sinh trước. Hôm trước là con chỉ cái cổng tính là dây truyền rồi đúng không ạ? Rồi nhớ về làm coi nha, mai mốt cũng thi đấy. Rồi xong báo con chỉ hết xong hết rồi đúng không ạ, kêu người ta đi vệ sinh rồi nha. Rồi tiếp tục làm gì nữa ạ? Mình chỉ cái thuốc thuốc đó đúng rồi đó. Dùng những cái bình thuốc để điều trị là còn đó xài được, kim đồ gì đó kiểm tra. Sau khi kiểm tra rồi thì sao ạ? Mình mở này lên sao nữa ạ? Sát khuẩn là thuốc ha. Nhưng mà tới bệnh viện cũng thấy ai sát khuẩn đâu, tại vì cô đi dạy cô kỹ thôi chứ. Nhưng mà cái chỗ này cũng là cái nơi mà vi khuẩn bánh nhiều lắm các chị, sát khuẩn từ trên xuống dưới xong rồi mình ra. Rồi sau khi sát khuẩn xong thì sao ạ? Mình phải gắn điện truyền vô để nó truyền chứ đúng không ạ? Cái này quan trọng. Cái này tại vì nó có cái kim nha. Trường hợp nó không có cái kim sẵn ở đây. Bình thường á hàng đi ra bây giờ nó có cái nút ở đây gắn cái này, nó không có cái kim sẵn như thế này. Rồi. Bây giờ đủ thứ nha. Coi như cái cọc này không có nha. Nó có cái nút bám ở đây thôi. Rồi. Bây giờ mình sẽ sao ạ? Cắm vào thì sao ạ? Đừng có chạy như cái này nha. Cắm 90 độ thôi. Rồi xong, nữa ạ. Mình treo lên, trụ treo. Mà trước khi treo lên thì sao ạ? Phải khóa dây lại ha. Nếu mà không khóa thì sao? Mình để cái này ngược lại thì sao? Nó sẽ chảy nước xuống à. Khí nó sẽ một khí nó nằm trên dây. Mà khi cái khí nó vô cái lòng mạch mình thì sao? Nó bị tắt rồi. Nha. Rồi, mình khóa lại được chưa? Rồi bây giờ có ai cần mặc với cô đứng nắm dùm cô. Dùng treo đâu. Rồi, sau khi mình nắm cao nha, cái dùng treo nó phải cao thì cái áp lực nó mới xuống nha. Rồi đứng bên ghế luôn.
chị mở này ra ha, mở ra rồi cái chị xả, à cái chị xả ra thì xả nguyên tắc đó là cái chị phải bớt màu trước, bớt màu. Thì mình phải đuổi hết cái đoạn kia đó, bớt màu thì mỗi 1/2 đến 2/3 nha. Rồi sau đó các chị đuổi khí, à, tất nhiên là không chạm vào cái phần kim này ha, mà mình không xài kim này đâu, bình thường mà cái đầu đuổi khí thì mình phải đuổi chậm chậm ha, đuổi hết cái bọt khí này ra. Ở bệnh viện người ta hay đuổi vô cái thùng rác các chị. Nhiều trường hợp mấy bạn làm biếng, mấy bạn hay xả cái vèo, mở hết cái xe xả cái vèo. Rồi xong xong khi đuổi xong thì mấy chị gắn lại ha. Bình thường mấy bạn cái kim đi hiểm á, chứ bình thường ở bệnh viện nó không xả kim nữa. Rồi sau khi mình xong rồi thì mình sẽ gắn lên cái chỗ treo nhé. Rồi tiếp tục mình sẽ làm chỗ bình dân, mình bộc lộ tư thế nhé. Rồi trước khi làm thì mình cũng rửa tay xong rồi một cái rồi vào thì cô thì cô đeo găng tay, cô buộc luôn tại vì cô thấy thêm. Bây giờ trước khi á mình gắn cái kim này vô thì mình phải đặt cái kim đường, tại vì cái kim này xài lâu được chưa, còn nhiều người ta thích xài kim bướu thì đặt vô rút ra liền. Còn cái này là lát nữa cô sẽ rút cái nọc sắt ra, nên là cái phần này là cái phần cao su mềm á, nên các chị có thể để lại luôn này đó. Rồi chưa nha, sắp ổn rồi. Bây giờ mình phải video vào cho nó nổi lên lên ha. Rồi sao nữa, sát khuẩn và chiếc viên nắm như nghiêm túc và thì rồi thì rồi mà sát khuẩn giống như nãy vừa tiêm tinh mặt thôi ha. Rồi cái này sao các chị xé cái đầu mở lên các chị ha, các chị xé ra cái này sao quay như con rái ha, như con để lại coi như quay cái này rồi. Rồi cái này sao ạ? Mở ra, nè, nhìn cô nắm. Bình thường cái cánh bướm đó nó sẽ cong như thế này thì mình phải mở ra để cái cánh bướm nó đè sát cái da mình á. Mở ra. Rồi, mình nắm cái kim này ra. Đó. Cái chị nhìn cấu tạo của cái kim nè. Là cái nòng của nó là nòng gì ạ? Ở trong á nó sẽ sắc nhưng mà ở ngoài thì nó có miếng cao su. Khi mình đặt cái kim này vô để nó thông cái đường ven rồi, mình sẽ rút cái nòng sắt này ra. Thì nó chỉ còn cái nòng cao su này nên nó có thể lưu được lại. Được chưa? Rồi bây giờ nắm cái kim như thế này. Rồi mặt quát thì nó cũng có mặt quát thì các chị ngửa lên ha. Rồi bây giờ các chị cũng căng ra giống như kim đỉnh mặt này thôi. Rồi 30 đến 40 độ. Rồi quay mặt quát các chị hạ xuống, các chị đưa kim vô. Rồi các chị đưa vô xong các chị rút ra nha. Rút ra cả máu thì tức là cái kim này nó nằm trong lòng mạch rồi. Nếu rút ra không có máu thì sao? Thì các chị phải khá có đồ ra đẹp gọn lên xong tìm chỗ khác, hoặc là nhiều trường hợp các chị thấy để ý mấy móng vô bệnh viện để ý thì người ta hay căng ngay như thế này, người ta đâm qua đâm lại giống như cô nói. Nhưng mà một số người ta biết, người ta có thể mò được cái đường ven đó thì người ta đâm vô chúng, còn những người mà không biết thì người ta đâm vô mình đâu đó nha. Căng ra xong rồi đưa vô khoảng 1/2 đến 2/3 kim ra tại cái lòng. Rồi được chưa? Rồi nên tim thì để lại một khúc chừa khúc nhỏ ha, tránh trường hợp kẻ kim nó tụt cái răng luôn. Rồi bây giờ mình học hồi nãy mình căng ra như thế này, mình đưa vô hạ kim đưa vô thì sao, mình rút kim ra thì mình phải nắm mấy kim lại ha, chứ không phải là các anh chị thả kim này xong đứng rút ra rút vô thì sao, nó là ven cái kim mình nó có cái đầu nhọn, vì vậy nên nó có thể xuyên cái mặt ha, nên các chị phải nắm, phải cố định, phải tốt. Nếu cố định không tốt làm cái động tác nó không có nhanh, nó không có dứt khoát thì nó có thể là ven rút ra cả máu luôn ạ. Là thấy là chắc chắn vô ven rồi á, thì mình căng ra mình đưa vô, mình đưa vô rồi là xong. Rồi sao nữa ạ? Mình thắt cái đô ra. Rồi sao nữa ạ? Mình sẽ gắn cái dịch truyền vô thì coi như cái đây là có một cái nút nha, chỗ này nó có một cái nút thì các chị qua cái phần khác thôi. Rồi các chị bây giờ mình phải đưa cái dịch truyền vô đúng không ạ? Đây mình khóa rồi thì mình các chị giờ bây giờ mình rút cái kim ra thì sao? Nó sẽ chạy ra, vì vậy nên sao? Mình phải chặn cái đầu kim lại. Mình phải làm gì đó chặn cái đầu trên này cho máu khỏi chạy ra. Thì các chị phải thấy các chị điều dưỡng sẽ
đưa cái tay lên như thế này, cao cao như thế này. Chặn thì chặn ở đầu kim nha, chứ không có chặn ở thân kim nha. Chặn ở đầu kim, bớt cái đường đó lại. Rồi rút cái này ra, bỏ vô cái thùng mỹ kim của cô nói. Nhưng mà mình bỏ vô bộ hạt đậu như thùng mỹ kim nha. Rồi sao nữa ạ? Người ta gắn liền rồi ha. Đó. Rồi, người ta muốn có thử làm nó có chính xác vô lòng mạch hay không thì sao ạ? Người ta sẽ cái này bình thường, cái này sẽ để bình thường người ta sẽ ghép cái xích sắt lên trên xíu để cái này nó rồi. Các chị căng giống như hồi nãy tư thế này đúng không ạ? Các chị ấn ở trên rồi các chị gắn cái dây vô ạ, gắn cái dây vô ha. Thì bây giờ nó thông thương rồi thì mình thả, mình có thể thả cái phần này được, máu nó chảy ra thì nó chảy trong cái cuộn dây thôi. Bây giờ mình xả xuống cho áp lực nó chảy xuống ha, mình xả xuống, mình thấy vô lòng mạch ngon lành ha. Thì sao nữa? Bây giờ mình dán lại ha, mình tháo cái tay ra mình dán lại ha. Trường hợp nếu anh chị nào thì dùng găng tay dán băng keo được thì cứ dùng, nhưng mà một số băng keo nước ngoài nó không có dính găng tay thì nó mới dán được, còn không thì trường hợp như thế này thì cô dán được miếng keo này. Chị rút ra cái băng keo này sao ạ? Nó có miếng vuông cũng ở đây nha các chị. Bình thường mình ướt tay á, mình hay dán băng keo thì mình dán cái miếng này, cái vị trí mà mình bị tổn thương mình dán cái miếng này vô khuẩn, vì vậy tay mình không được đụng. Tại vì cái phần đầu kim á nó còn dư một khúc như thế này nè, nên mình phải dán cái băng keo vô khuẩn để mình bảo vệ nha. Mình dán ở đây rồi mình đè nè, rồi các chị chỉnh lại cho nó thẳng, rồi các chị cố định lại ha. Rồi bây giờ mình tháo cái găng tay này ha, mình dán băng keo này dán nó mới chắc, còn băng keo này chỉ cố định trên đầu kim thôi. Rồi băng keo này nó đáng lại nó cũng phải to hơn ha, mình đỏ cách thứ thì để có cố định cái cánh bướm trên cánh tay thì các chị xé ở phía giữa một xíu ha. Rồi các chị để phía dưới này, các chị cố định để cho nó cố định được cái cánh bướm. Các chị này thấy cái cánh bướm không ạ? Để nó muốn đè sát xuống cái dây tay của mình đó, các chị phải xé giữa đè nó xuống. Ví dụ vậy ha. Cái cục bình thường của băng keo ở bệnh viện nó sẽ gấp đôi thế này. Cái chiều rộng. Các chị đưa vô đây ha. Đưa vô thẳng cái cánh bướm đây nè. Các chị ha. Các chị nào thấy rõ thì các chị nhìn. Rồi các chị đè xuống. Đó. Đó. Thì cái cánh bướm nó có sát như vậy. Các chị dán lên ha. Rồi dán đây. Rồi được chưa? Sau khi mà mình đặt kim xong rồi xong, hồi nãy là mình chỉnh thử để cho nó chảy thôi, coi thử nó chảy nó vô lòng mạch hay không. Bây giờ mình phải chỉnh theo cái số giọt y lệ bác sĩ cho, ví dụ như cho 30 giọt trên phút thì mình sao cứ chỉnh 2 giây 1 giọt, 2 giây 1 giọt cứ nhìn đồng hồ vậy đi. Nhưng mà bình thường ở bệnh viện thì người ta sẽ nhìn lâu, người ta quen á, thì cứ mình xả xuống cái thấy nó chảy 2 giây 1 giọt, 1, 2 cái nó rớt xuống giọt là 30 giọt 1 phút chẳng hạn. Còn 60 giọt thì 1 phút, nếu trường hợp truyền mà truyền thuốc giảm đau hoặc là truyền hạ sốt truyền nhanh thì mình sẽ nhanh luôn, hoặc 1 giây 1 giọt 60 giọt 1 phút và mình sẽ xê luôn, mình sẽ hết cái bánh xê luôn để cho nó giảm sốt ha. Rồi sau khi mà mình chỉnh giọt xong thì sao ạ? Mình sẽ ghi ngày giờ ở đây. Tại vì cái kim này lâu được mấy ngày? 3 ngày, 3 đến 5 ngày ha. Hoặc là bây giờ nó tùy chất liệu nữa, chất liệu nó tốt thì nó có thể lâu được 10 ngày nữa. Hoặc đối với trẻ nhi thì sao, nó khó tìm ven lắm, nên đôi khi á để miếng gì á chừng nào hư thì thôi, thật sự á nha. Nên trẻ nhi á tùy trường hợp, còn đối với người lớn 3 đến 5 ngày ha. Rồi nếu mà chất liệu tốt thì có thể để lâu hơn đó, nên tùy chất liệu. Rồi nếu trường hợp mình thấy mà cái kim á nó có cái biểu hiện mà nó rớt ra cái động mạch, hoặc là cái kim nó nói chung là vị trí tim nó bị đỏ, bị sưng hay gì đó thì mình phải rút cái kim ra mình tiêm lại. Rồi được chưa? Bây giờ mình phải ghi ngày giờ, mấy giờ ngày đặt kim ngày mấy. Kim giọt xong hết rồi, bây giờ tiếp tục chương trình gì ạ? Dặn dò người bệnh. Vậy người bệnh thì dặn cái gì? Bây giờ từ trên xuống dưới mình dặn người bệnh xuống dưới cho nên nó khỏi quên. Thì mình phải dặn người bệnh như là nếu mà thấy dây này nè, dịch truyền mà nó hết tới cổ dây thì lên báo để mấy chị xuống thay. Tại vì nếu mà dịch truyền các chị để hết khí nó luồn vô đây, nó luồn vô lòng mạch của mình á là chết đó nha. Rồi thứ hai là dây dịch truyền không được điện khí nha. Thứ ba là không có được điều chỉnh giọt nha.
mình truyền nhanh quá nó có thể gây phần phổi nha. Đó. Rồi thứ tư mình xuống đây ở vị trí tim, nếu mà nó có sưng đỏ có đau gì ở đây hoặc là phù lên thì đề nghị kéo cái bánh xe xuống trong trường hợp mà để nó phù cục to lên nha. Rồi còn nếu trong người có thấy dị ứng, thấy mệt mỏi, nhức đầu hay có vấn đề gì thì cũng nên báo cho nhân viên y tế biết để xuống xử trí. Trường hợp tiếp theo đó là khi mà đi đâu vệ sinh, thấy không? Đó, nhiều người đi vệ sinh rồi bắt đầu tới la làng, biết tại sao la làng, thấy máu nó chảy ra, nó chảy ngược lên đây, nó chảy ngược với chai dịch truyền em, nhưng mà không có sao hết các chị. Chỉ trường hợp là nó đông máu thôi, nó đông máu thì có sao thôi, chứ đi vệ sinh xíu thì tại vì á cái dịch truyền á nó chạy liên tục mà các chị không khóa lại, các chị đi vệ sinh nguyên lý cái này thì nó phải cao lên thì mới chảy ra, mà các chị đi vệ sinh cái gì để đây xuống thì sao máu nó dồn từ đây chạy ngược lại, thì cái máu nó chạy lên cái sợi dây truyền cái chị sợ thôi, chứ bạn chấp với chị khóa, nếu mà đi vệ sinh nha, nếu mà chị cái chị nếu mà đi vệ sinh ấy, thì chị khóa lại thôi, rồi để cái chai nó cao hơn so với cái vị trí mà mình truyền á, bỏ vô cái túi áo mình được. Đi ví dụ đi vệ sinh bỏ túi áo mình được, khóa dây truyền lại rồi mình về nhà ấy. Mình nếu mà bạn nào biết mà bao nhiêu phút á ở trên đây nó ghi thì cái chị chỉnh, còn không thì nhờ chị dưỡng xuống chỉnh giùm ha. Đó thì các chị phải biết cập nhật nhà bệnh nhân đi vệ sinh như thế nào, bỏ chân truyền cao lên như thế nào ha. Rồi trường hợp mình đi mình cũng phải biết là sao ạ, trường mình phải biết những cái tai biến thì mình truyền dịch để mình cách xử lý, ví dụ truyền dịch mà trường hợp trong cái dây dịch truyền này nó máu không thì sao, máu không, ví dụ đi vệ sinh xong thì máu không, chẳng lẽ bây giờ mình xả ra cho bệnh nhân truyền, lỡ bệnh nhân nó tan máu thì nói nhiều người á sao máu đông thì sao, nó có thể là buồn tắc ở đây, có thể gây vỡ mạch máu não, cái chị cục máu đông cái lên não, vỡ mạch máu não, vì vậy là cái chị xẻ cái máu đông nó vô thì sao không có tốt cho người bệnh, vì vậy nên các chị phải thay cái dây dịch truyền, thay ha, nếu máu nhiều quá thì thay thì thay sao, ai giữ nó thay đi, thay thì sao, thì bây giờ khóa này lại, khóa lại sao bình thường dịch truyền nó có cái nút, nó có cái nút để ví dụ mình truyền xong hết rồi mình chặn kim, mình xoay cái nút lại thì bệnh nhân có thể đi bình thường ha, đi chơi bình thường không sao hết, mà điều đó khó chịu lên tay thôi, thì bây giờ mình cũng mở này ra thì mình phải chặn, mình lấy ví dụ có một cái nút ở trên bàn chẳng hạn ha, có một cái nút khóa dịch truyền ở đây, thì bây giờ con muốn tháo này ra thì sao, cô chặn cái này, cô nắm như thế này này, cái tư thế như thế này này, để cái đầu này nó không có phạm một bệnh, rồi cái tay của cô chặn một cái máu của chị ra, cô khóa lại, cô xoay lại, thôi, rồi cô đi đi thay cái dây này, cô quăng cái dây này vô cái thùng rác, cô lấy cái gì khác cô thay, rồi cô thay xong thì đi chơi như vậy đúng không ạ, rồi cái nút nó ở đây đúng không ạ, thì cô muốn đưa nó vô thì sao, cô cũng chặn đầu tiên, cái thùng rác thì phải để sát bên, cô xoay lại, cô bỏ đây, nắm vô. Đúng rồi, phải đuổi khí nhé. Rồi, tiếp tục trường hợp bị sưng phù. Nếu bị sưng phù thì sao? Khóa gì nào? Khóa gì nào? Xong rồi mình gỡ kim ra, rút quăng này. Vậy thôi, gỡ kim ra, gỡ băng keo ra, rút quăng. Còn nếu trường hợp mà nó không sưng phù mà nó nghẹt kim, nó vẫn ở trong cái kim nó vẫn ở trong tay mình nhưng mà mình xả thì nó không chảy. Mình xả nó không chảy thì nguyên nhân nó do đâu ạ? Nhớ giờ đầu sẽ không chạy. Thứ nhất là có thể nó bị nghẹt kim ở đây. Thứ nhất là tư thế nha các chị, tư thế nó rất là quan trọng nha. Cái tay ví dụ như cái chị gặp lại ví dụ tim ở đây, các chị gặp lại thì còn có cái truyền được không? Được. Hạn chế truyền là truyền ở đây, tim thì có thể tim ở đây được, nhưng mà truyền là đừng truyền ở đây. Trường hợp là bí lắm, cái truyền ở đây nha. Truyền ở đây thì phải để tay như thế này là tê lắm, 4-5 tiếng rất là tê, nên mình hạn chế truyền ở vị trí gần khớp. Rồi bây giờ tư thế mình coi thử tư thế nhiều lúc á, cái tay mình để như thế này nè, nó lại không chảy á, nên cái tư thế nó phải thuận tiện ha. Rồi thứ hai có thể là cái cục máu đông nó chảy trong quá trình truyền đi vệ sinh gì đó, xong tự nhiên máu đông nó dồn cục ở ngay trong cái đầu kim, thì các chị có thể lấy cái tay các chị xoa vị trí ở cái đầu kim thì cái cục máu đông nó sẽ tan ra ha, đó là nó nghẹt kim. Thứ ba là có thể là nói chung là nghẹt kim là do cục máu đông thôi. Bây giờ mình kiểm tra làm sao, các chị muốn kiểm tra ví dụ nó không có sưng phù gì hết nhưng mà nó lại không chảy thì các chị để tư thế là thứ nhất, thứ hai là các chị xoa cái kim phần trên này thực cục máu đông ở tay ha. Thứ ba các chị thấy bình thường ở bệnh viện nó hay như thế này không, nó xoắn dây không, tức là cái cục máu đông ở đây nó xoắn dây một cái để đuổi cục máu đông vô đó,
cái cục máu đông đó là bình thường nó vui vui thì nói nó buồn buồn thì sao ạ? Nó lên não, nó gây hiện tượng tắc mạch máu não đấy, à, đột quỵ đó. Đôi khi đột quỵ là cái cục máu đông là do mình đấy, à, nhưng mà tai biến về nhà. Đôi khi đó mình người ta mình không biết nha. Nhưng mà ở bệnh viện đa số nó cũng hay sống thì nó làm biến lắm. Chỉ có cô đi dạy thì cô hay cho sinh viên thông kim. Tức là cô sẽ lấy một cái ống nước muối ha, cô lấy nước muối ra hoặc là nước cất rồi này cô rút xong hết rồi đó. Bây giờ cô băng những cái hộp rác, cái này cô băng ra. Bây giờ cô mở này, cô khóa đây rồi nhé. Rồi cô mở này ra và đánh vào đây, cô nắng vô xong cô rút ra, để cô rút cái máu đông ở đây ra đấy, rút cái cục máu đông ở đây ra. Và khi rút thì sao, cô phải thả tay ra, nhưng mà khi mở ra thì cô phải chặn lại ha. Mai mốt đi bệnh viện để rồi nó có ai ít có người ta làm thế, làm gì là kỹ thôi. Mình rút ra cái cục máu đông nó tan ra thì sao, người ta bơm vô lại ha, người ta bơm lại. Còn nếu trường hợp máu đông nó ghê quá thì người ta có thể nó đau cái hút lại thì người ta quăng cái bơm tim này, người ta gắn ngay vô, hoặc là người ta đưa một ống nước muối được ha. Còn trường hợp thì nói chung là mình rút ra, rút ra xong nó hòa tan cái cục máu đông ở đây vô cái nước cốt và nước muối của mình, rồi mình bơm vào đó, cái nó chạy ọt vô thôi. Rồi xong cái mình để này, bỏ cho chắc cười. Rồi xong mình quay cho thùng rác vậy thôi, rồi mình xả lại theo y lệnh. Rồi được chưa, dễ không? Thấy vậy chưa, đi làm muốn nó dễ rồi. Đó là chuyện dịch ha. Có gì khó không, bữa sau làm được không? Bữa sau cô sẽ ôn lại rồi cô mới cho kiểm tra. Bữa sau thì mình sẽ là còn một cái phim